Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở chỗ này chỗ kia, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: sẽ đến thời anh em mong ước thấy một trong những ngày của Con Người thôi mà cũng không thấy được. Người ta sẽ bảo anh em: người ở chỗ này hay ở chỗ kia, anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời nọ thế nào thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, đoạn tin mừng vừa nghe nhắc đến khía cạnh bất ngờ trong ngày Chúa đến. Đó là việc Chúa trở lại trong vinh quang. Tin vào ngày tận thế, ngày kết thúc thế giới này, tức là ngày Chúa đến trong vinh quang, và cũng là một trong những điểm nòng cốt của Kitô giáo. Cho nên hàng ngày trong thánh lễ, giáo hội không ngừng nhắc nhở các tín hữu tuyên xưng rằng: lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Chúa lại đến, đó là niềm xác tín của mọi người tín hữu Kitô. Tuy nhiên, ngày đó có phải là một thời điểm nhất định nào chăng? Điều bí ẩn đấy không bao giờ vén mở. Và Đức Giêsu cũng loan báo Ngài sẽ trở lại, nhưng chẳng bao giờ biết lúc nào. Chính vì tính cách bất ngờ của ngày Chúa đến, cho nên các tín hữu phải luôn tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là dấn thân tích cực trong giây phút hiện tại. Đó cũng là giáo huấn của Đức Giêsu mỗi khi Ngài nói đến một thời điểm mà không ai biết trước ngày Con Người sẽ quang lâm trong vinh quang nước Thiên Chúa. Một trong những nét cao cả của con người chính là khả năng vượt qua thời gian. Và chỉ con người mới có thể hồi tưởng quá khứ, dự phóng tương lai. Chỉ con người mới có khát vọng được trường sinh bất tử. Và Thiên Chúa quả thật đã đặt để trong lòng người hạt giống khao khát sự vĩnh cửu. Hạt giống ấy chỉ có thể nảy mầm trên thửa đất của hiện tại mà thôi. Chẳng thể nào có thể đi vào vĩnh cửu mà không bước qua hiện tại, và cũng không yêu mến vĩnh cửu mà lại khước từ tương lai. Cho nên qua cuộc sống của Ngài thì Đức Giêsu đã mở ra cho con người đường đi vào vĩnh cửu. Đó là sống sung mãn trong từng phút giây hiện tại. Và chính trong cuộc sống mỗi ngày mà con người tìm kiếm và dựng xây giá trị vĩnh cửu. Và sống như thế là sống tỉnh thức theo tinh thần mà Chúa Giêsu nhắc nhở như tin mừng của Ngài. Và sống như thế, con người mới có thể nhận ra ý nghĩa của đời mình. Một cuộc sống đáng sống
và có ý nghĩa hay không là tùy ở độ trân trọng và tích cực người đối với mỗi giây phút hiện tại. Chúng ta đang sống trong tháng 11 là tháng tưởng nhớ cầu nguyện cho các linh hồn, trong đó có người thân yêu của chúng ta, những người đã từng kề cận, sống cùng, sống với mà ngày hôm nay đã lìa xa chúng ta. Và điều ấy nhắc nhở cho chúng ta rằng cuộc sống này không phải kết thúc với cái chết trong nấm mộ hay hũ cốt, nhưng còn vượt xa hơn nữa là hạnh phúc vĩnh cửu, là quê trời dành cho mỗi người. Cho nên chúng ta hưởng dùng và nếm cảm những thực tại trong cuộc sống hôm nay, thì chúng ta cũng được mời gọi để hướng nhìn đến tương lai là vinh quang, là hạnh phúc nước trời. Nhưng điều ấy chỉ đạt được khi chúng ta biết dành cho mình một cuộc sống quân bình, biết chọn lựa, biết hy sinh, biết hướng nhìn về quê hương vĩnh cửu qua cuộc sống hiện tại này, với những nỗ lực dựng xây quê trời bằng cuộc sống yêu thương, bác ái, chính trực, ngay lành. Các vị thánh là những người cũng đã có được tâm tình sống ấy khi chọn lựa cái chết để được sống lại trong hạnh phúc vĩnh cửu. Thánh Giô-sa-phát mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng là một vị thánh đã chết đi với con người xác đất vật hèn để có một đời sống mới vĩnh cửu. Chúng ta tin tưởng rằng khi chúng ta nỗ lực thiện chí dựng xây nước trời ở quê hương trần thế hôm nay, thì mai sau chúng ta cũng được hợp đoàn trên thiên quốc với các thánh là những người được Chúa yêu thương, tuyển chọn và ban thưởng nước trời.